Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Chiều mùng 1 tháng 9, máy bay vận tải Boeing C17 Globemaster III mang theo thiết bị và hai ô tô phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã đến sân bay Nội Bài. Tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sân bay Nội Bài cho hay, lúc gần 16 giờ, máy bay vận tải Boeing C17 Globemaster III đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay này. Được biết, đây là những chuyến bay đầu tiên chở trang thiết bị hậu cần phục vụ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các chuyến bay hậu cần tiếp theo dự kiến sẽ tới nội bài các ngày mùng 4, mùng 5 tháng 9. C-17 Globemaster III là máy bay vận tải quân sự hạng nặng được hãng McDonnell Douglas phát triển cuối thập niên 1980 nhằm mục đích vận chuyển chiến lược và chiến thuật, cho phép đưa trang thiết bị vũ khí và binh sĩ Mỹ đến mọi địa điểm trên thế giới cũng như sơ tán thương binh và thả lính dù. Ngoài mục đích quân sự, vận tải cơ C-17 luôn là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động vận chuyển trang thiết bị cần thiết cho Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài, theo Air Force Technology. Trọng tài lớn cho phép C-17 dễ dàng chuyên chở các xe trong đoàn hộ tống của Tổng thống Mỹ, gồm cả hai chiếc Cadillac với biệt danh quái thú, trực thăng Marine One VH-3D hoặc VH-60N cũng được chở bằng máy bay C-17 trong các chuyến công du đề phòng trường hợp Tổng thống Mỹ không thể di chuyển bằng đường bộ từ sân bay tới địa điểm làm việc. Globe Master 3 có thể chở theo 77 tấn hàng hóa, 102 lính dù, tối đa 134 binh sĩ hoặc kết hợp 36 bệnh nhân và 54 bệnh nhân cấp cứu. Ngoài ra, C-17 có thể chở theo một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, 3 xe bọc thép Striker, 6 xe bọc thép nhẹ M117, 2 trực thăng và một số thiết bị quân sự khác. Máy bay vận tải C17 đến Hà Nội trong dịp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thăm và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019.